Ngày 21 tháng 11, Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ cho biết vừa trao lại là viên kim cương có kích thước 8,85mm, trị giá khoảng 550 triệu đồng do hành khách đánh rơi. Theo đó, ngày 18 tháng 11, chị Võ Thị Thùy Dung, nhân viên vệ sinh của Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ, trong lúc thực hiện công việc vệ sinh nhà ga đã nhặt được một viên kim cương do hành khách đánh rơi tại lối đi dẫn khách từ máy bay vào nhà ga. Chị Dung nhanh chóng bàn giao viên kim cương cho bộ phận tìm kiếm hành lý thất lạc của cảng theo đúng quy định. Sau khi rà soát thông tin, bộ phận tìm kiếm hành lý thất lạc đã xác định được đây là tài sản đánh rơi của một nữ hành khách trên chuyến bay VN1207 từ Hà Nội đến Cần Thơ ngày 17 tháng 11 năm 2023. Ngay sau khi đáp máy bay, khách đã liên hệ bộ phận tìm kiếm hành lý thất lạc báo mất một viên kim cương có giá trị cao, kèm thông tin giấy tờ có liên quan đến viên kim cương. Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ đã liên hệ và tiến hành các thủ tục giao trả tài sản lại cho hành khách. Từ đầu năm 2023 đến nay, Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ đã có hơn 20 lượt cán bộ, nhân viên nhặt và trả lại tiền cùng các đồ vật có giá trị của hành khách bỏ quên với ước tính tổng giá trị trên 1,8 tỷ đồng.